Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc báo cáo về tình hình phòng chống dịch, trong đó đáng chú ý là hiện có 38 học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở, hiện đang được theo dõi sức khỏe. Cụ thể tại huyện Bình Xuyên có 26 học sinh. Đến thời điểm này thì Vĩnh Phúc đã có một học sinh dương tính với virus Corona mới, hai giáo viên trường Gia Khánh B, huyện Bình Xuyên có chồng tiếp xúc trực tiếp với người dương tính virus. Trường Mầm non Minh Quang có bốn học sinh là cháu ruột đã tiếp xúc với bệnh nhân dương tính. Trường Trung học cơ sở Bình Lôi có một học sinh đã tiếp xúc với một bệnh nhân dương tính. Các nhà trường có giáo viên, học sinh xuất hiện triệu chứng ho, sốt, khó thở đã phối hợp với cơ sở y tế và gia đình theo dõi sát sao tình hình sức khỏe. Các xã có bệnh nhân dương tính với virus Corona mới như là Sơn Lôi, Thiện Kế, Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, xã Hợp Hòa, huyện Tam Dương, các nhà trường đã có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan y tế để kịp thời cách ly học sinh, giáo viên. Nếu có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc cũng đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho học sinh nghỉ hết ngày 23 tháng 2.